Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị và các mạnh thường quân đang xem trên kênh YouTube Tuấn Miêu Vlog cũng như là cái fanpage Tuấn Miêu. Thì mình là Tuấn Miêu, còn người đang cầm máy cho mình là Thơ, vợ của mình. Thì hôm nay mình cũng có rủ một số bạn bè, những cái mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình hôm nay á mọi người. Nhưng mà mọi người đều bận hết rồi, thì hôm nay chỉ có hai đứa mình đi thôi. Đó, thì như bài đăng ở trên Facebook của mình á, thì mình có giới thiệu với mọi người một cái hoàn cảnh. Đó là cô của cô Ba Lợi. Thì cô hiện tại đang bị ung thư giai đoạn cuối mọi người. Còn con của cô á, là bạn Cẩm Tiên. Thì bạn Cẩm Tiên đang bị ung thư máu, thì cũng rất là yếu rồi mọi người, đang ở trên bệnh viện Chợ Rẫy mọi người. Vào ngày 10 tháng 8 thì mình mới biết được hoàn cảnh, và nói chung là nhờ bạn bè, bạn học. Thì đây là cái duyên mọi người. Đây là bạn Cẩm Tiên đó, là bạn học cũ của mình. Thì đó là cái duyên mình mới biết. Rồi mấy bạn bè mới nói với mình là bạn Cẩm Tiên bị vậy đó, hoàn cảnh vậy đó. Thì vào ngày 10 thì tụi mình có quyên góp lại một lần, đó là lần một, thì hỗ trợ cho bạn Cẩm Tiên. Đây là cái danh sách mà những bạn bè, đa số là bạn học của Cẩm Tiên hỗ trợ đợt 1 ngày 10 tháng 8 mọi người. Thì bây giờ mình sẽ công bố lên những bạn mà đã hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ nhờ Thơ sẽ đọc cái danh sách hỗ trợ ngày 1 tháng đợt 1 ngày 10 tháng 8 cho mọi người. Đây là danh sách quyên góp tiền đợt 1 cho bạn Tiên, thì bao gồm 21 người. Gồm có nhóm bạn học là bạn học Lê Văn Điền 1 triệu, bạn học Nguyễn Quốc Việt 300, bạn học Lê Thị Trúc Phương 1 triệu, bạn học Nguyễn Văn Thiệt 500, bạn học Nguyễn Vũ Tuấn 1 triệu, bạn học Hà Thị Kim Liên 1 triệu, bạn học Nguyễn Minh Thơ 300, bạn học Trần Ngọc Hiền 500, bạn học Trần Thị Thanh Thúy 500, bạn học Nguyễn Thị Tiết Nhi 1 triệu. Bạn học Hồng Hoa Cẩm Tiên 500, bạn học Trần Thị Thu Thảo 300, bạn học Đặng Thị Trúc My 50, bạn học Đặng Ngọc Phương Nguyên 200, bạn học Nguyễn Phát Đạt 500, Nguyễn Loan Hương 100, Lê Ngọc Diệp 100, cô Sơn Ca là cô giáo chủ nhiệm ở trường cấp 2 mà tụi mình học 200, Phạm Thị Mỹ Hiếu 100, Trần Như Quỳnh 100, cô Hương 200. Thì tổng đợt 1 là số tiền là 9 triệu 400, tổng đợt 1 số tiền là 9 triệu 450 ngàn. Thì số tiền vừa rồi á mọi người, thì mình có nhờ bạn Cúc cũng là bạn học của mình, bạn Cúc đã đứng ra nhận số tiền đó và chuyển đến gia đình. Thì mình rất là cảm ơn bạn Cúc đã hỗ trợ và giúp đỡ cho bạn Tiên. Thì đây là số tiền đợt 2 mình quyên góp từ ngày 16 tới ngày 19, mình có đăng trên fanpage Tuấn Miêu và Facebook. Thì mình xin đọc cái danh sách này lên cho mọi người được biết. Đó là một bạn Nguyễn Tấn Khải, dựa 700, 500, bạn học Lan Hương và gia đình 800, mạnh thường quân Võ Ánh Nguyệt 1 triệu, nghệ sĩ Đặng Kiều My 300, nghệ sĩ Kim Thi 300, anh Hoài Nhật Lễ 200, mạnh thường quân Đỗ Văn Điền. Thì mạnh thường quân này không có ghi tên gì hết mọi người, cho nên là ghi cái chữ Đỗ Văn Điền không có dấu lên, cho nên là mình không biết là ai luôn mọi người, cho nên mình xin đọc là Đỗ Văn Điền 2 triệu, bạn Nguyễn Thanh Hoàng 100, kênh Tuyết Nhi Organ 300, bạn Bùi Thị Thanh Lộc, Facebook là Béo Bùi 1 triệu, kênh YouTube Quỳnh Lê mọi người 500, tiệm tóc Tuyền Tiền 200, nghệ sĩ Võ Hồng Thấm 300, bạn học Nhật Minh 300, bạn học Cẩm Tiên 200. Một bạn không có ghi tên mọi người, nhưng mà ghi với nội dung là chuyển tiền giúp bạn Tiên, chúc Vũ Tuấn luôn mạnh khỏe, giúp được nhiều người 200, bạn học Phan Thị Ngọc Huỳnh 300, bạn học bạn Huỳnh Thị Ánh Ngọc 100,
bạn Lê Đình Nghi 50, gia đình dì Úc Tiến, Mỹ Long 500, tiệm spa Thí An 200, ca sĩ Dương Hồng Loan 1 triệu, bạn Trần Ngọc Dung 100, một bạn Mạnh Thường Quân không có ghi tên nhưng mà với nội dung là nhờ anh gửi tới chị chúc chị sớm khỏe bệnh 500, bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo với Facebook là Bé Miu 100, tên YouTube Hoàng Kiên Cường 500, bạn học Trương Tràng Anh Thư 500, bạn Phan Minh Tùng 100, bạn Thúy An 100, bạn Nguyễn Yên Bình, Huỳnh Tấn Khải 100, bạn Phương Bình 100, bạn Anh Thư 200, một bạn Mạnh Thường Quân với nội dung là ủng hộ bạn Tiên 300, cậu M Năm Lợi 1 triệu, dì Sáu Đẹp 100, dì Sáu Sương 50, cậu Bảy Thái Vợ Gạo 50, dì Hai Anh Long 20, bạn Trần Kim Nhi 500, một Mạnh Thường Quân ở nước ngoài với tên là Trăng Nguyễn mọi người, đến từ nước Mỹ thì gửi cho gia đình là 5 triệu. Bạn Lợi Phòng Ghim Chắc Việt 200, gia đình Cẩm Linh Vinh 100, bạn học Đào Ngọc Hoài 200, Facebook Yến Nhi 100. Thì kính thưa mọi người, thì số tiền, tổng số tiền mình nhận được hiện tại là 20.270.000. Thì mình cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn đến tất cả các bạn. Thứ nhất là bạn học và những người anh em nghệ sĩ, những người các Mạnh Thường Quân đã từ xa đã tin tưởng mình và trao cho mình những số tiền để mình gửi đến gia đình. Thì số tiền hiện tại là 20.270.000. Xin lỗi mọi người, là 20.270.000. Thì mình cũng xin phép là mình bù vào số tiền 1.730.000. Thì tổng cộng số tiền là 22.000.000 mọi người. Số tiền hiện tại là 20.270.000. Mình xin bù vào số tiền ở đây là 1.730.000. Là tổng cộng 22.000.000 nha mọi người. Thì mình đã có liên hệ với một bạn, với một cái chị đang nuôi ở Tiên ở Sài Gòn. Thì mình có lẽ mình sẽ trao cho, mình sẽ gửi tiền qua tài khoản cho chị đó là 20.000.000 mọi người. Còn 2.000.000 mình sẽ gửi cho cô Ba Lợi ở đây để cô ở nhà cô lo. Nói chung là mình cũng hiểu hoàn cảnh của cô, nói chung là ở dưới đây thì cô chắc là thiếu thốn, cho nên mình để ở đây cho cô 2.000.000 để cô ăn uống hoặc là lo này lo kia rồi mọi người. Thì bây giờ mình vô mình hỏi thăm gia đình và mình tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Mình xe nào? Xe nào? Mở tiên giờ nó còn khỏe ha, nó không có bị gì trơn phải không? Rồi, rồi, rồi. Đi vô đây nè, nắng. Không sao đâu ơi, có gì đâu. Không có xe, chú có xe nó đưa về. Trên xe là có bình oxy rồi, đầy đủ hết. Và xe đã đưa về cho mình. Con chào cô chú, thì con là một dịp cầu nối để cho các Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ hoàn cảnh gia đình của mình. Con cũng biết gia đình mình đang khó khăn thì con xin đến đây con hỗ trợ gia đình. Thì cô cho con hỏi hoàn cảnh của gia đình mình hiện tại như thế nào không cô? Hiện tại bây giờ thì cô đang mắc bệnh, dạ, giờ là cổ chướng mà đi nằm chơi gãy thì được ra 10 ngày bác sĩ cho về, mỗi tháng thì đi chẩn đoán khác mà đeo trả chừng 5 tháng cho nó mà đi tiền bảo hiểm không tiền nhẹ không hết. Rồi sức khỏe của cô hiện tại cô thấy thế nào con? Rồi cái mới về đi lên bắc Tuyên Quang á, yeah, ở trên An Giang á, đi hút Nam uống, bác nói bác là kêu thuốc uống thì nó hết bệnh chứ gì đó. Rồi 2 tháng nay uống thuốc Nam cũng có tư. Nào cái gan thì thấy nó bình phục mà cái chót thì nó còn đau. Yeah. Rồi những người ta đi thăm ta nói thì cái gan mình chưa có bình phục,
Mình ra nước của mình nó chưa có tải xuống được. Mình ra cái bồn nước còn chứa hoài với nó mệt. Rồi hiện tại bạn Tiên thì sao con? Tiên thì nó cũng khỏe bình thường, không có gì chứ. Rồi mà cô bệnh gì nó cũng đi nuôi cô, rồi về cũng nó cũng khỏe. Rồi nó mới đi lên công ty đi làm. Làm tháng trước rồi qua tháng sau tự nhiên nó đau đầu. Rồi nhức đầu này kia, nó ra ngoài cái quầy nó mua thuốc uống qua lo thôi đó. Rồi qua ngày sau nữa, qua ngày sau cái nó mệt. Nó mệt khoảng 10 giờ nó đi kiểm mạng không được, cái nó mệt nó xỉu. Nó xỉu mới nó đi ra ngoài chăm xá gần đó đi khám bệnh. Rồi chăm xá nói giờ em đi lên y học đi. Rồi nó đi chẩn của mình nó đi khám chẩn cái bác sĩ mới thử máu siêu âm xong rồi bác sĩ mới nói là em mắc bệnh ung thư. Cái nó nói ung thư gì, nó ung thư máu. Rồi nó hoảng hốt tinh thần trong mình khi có người chưa bạc rồi. Dạ. Thanh toán hết rồi. Cái nó mới điện chị hai nó lên. Chị hai nó lên rồi bác sĩ mới nói vậy đó, giờ miễn em á, nhập viện đây vì bác sĩ chị hết, nhưng mà đồng tiền nó hơi cao. Rồi chị nó cũng nói là hoàn cảnh giờ cha mẹ nghèo mà mẹ gì đang bệnh vậy đó, không có tiền. Thôi để bác sĩ cho bé nó khỏe đi rồi về bàn gia đình. Rồi cái bữa trước qua bữa sau cái nó mệt. Nó mệt nó chịu không nổi, cái nhờ chú Sáu, chú Sáu trên này nè. Nó quen biết bác sĩ trên Chợ Gãy á. Điện ông ấy xuống. Ông ấy xuống bây giờ để chú lo hết. Xe bọng này kia chú kêu đồ đi chẩn hết, tại vì chú quen bác sĩ chẩn á. Mới đi chẩn, cái vô phòng cấp cứu. Vô phòng cấp cứu rồi cũng bác sĩ quen đó rồi cũng khám nói là bé giờ nó nguy cơ dữ lắm. Mới thử máu rồi xong rồi cái vô nhập viện. Nhập viện rồi cái vô máu. Vô máu rồi vô cũng hai ba bịch máu rồi nha, với vô bịch cầu á. Rồi thấy nó cũng khỏe, khỏe rồi 10 ngày. Cái bác sĩ mới cho về thấy nó khỏe rồi. Nó khỏe về nhà thấy nó ăn uống gì cũng được. Như nó ăn gì nó ăn không biết ngon vậy, thấy nó ăn được hai chén cơm mình cũng mừng đi. Từ đâu nó ăn được, từ từ nó cái bệnh nó từ từ nó bình phục. Rồi cái mới đi hút thuốc nam cho nó uống. Nó đi chịu thuốc nam. Rồi cái đi lên cũng bắt từ ngoan ở chỗ gì mà hút đó, lên chở nó ông con nó là cứu sống. Con yên tâm đi, bác kê thuốc này là uống dần dần là con hết bệnh chứ gì. Những con mệt nó gì con dẫn đi tới khám thì vô máu là bình thường. Ông cũng dặn vậy. Rồi mới uống có 3 thang thuốc à. Có dặn cả bán thật nha. Thật sự là gì nói là thật lòng luôn. Uống 3 thang thuốc à, 3 thang thuốc nam nó thấy nó cũng ăn cũng bình thường như vậy. Rồi cái chị hai nó mới lên mạng á. Với nghe bạn bè rồi nói là bệnh này uống thuốc nam nó lâu hết lắm. Rồi mới đi uống thuốc bắc uống. Rồi cái gì mới nói bác ba bác tư ngoan nói là bệnh của Tiên để uống thuốc nam từ từ nó hết chứ gì, để cho nó bình phục sức khỏe đi hơn thuốc bắc. Nói thôi thuốc bắc vậy nó mau hết. Giờ cái thấy vậy thôi rồi con đi gì cũng đi đó. Đi cái điều bản thầy coi cũng bệnh như vậy đó. Rồi hốt thuốc bắc thôi gì, nhưng mà nó có hốt những 3 thang thôi. Vậy em nó uống được chịu thuốc rồi, chịu qua bánh hút nữa. Nó hốt tới 10 thang lận. 10 thang là 900 ngàn. Tiền xe ôm 100 ngàn là hết 1 triệu. Rồi về là khoảng 1 2 giờ gì cũng sắc cho nó uống. Là quay uống thuốc bắc nha. Trong khi nó đang mệt. Uống bắc rồi chiều có 5 giờ nó uống rồi bắt đầu nó giật. Nhưng sức khỏe nó không có đâu. Uống thuốc bắc thì nó mạnh. Nó nói thuốc bắc gì đâu mà tâm hôi đắng chua này kêu đủ thứ uống được. Mà gì cũng khiêu nó coi nó là thuốc đắng là thuốc giảm đau. Từ từ nó hết chứ gì mà thân cô chỉ khiêu vậy thôi. Rồi nó uống thuốc bắc nó rồi qua bữa sau rồi sắp thang nữa là nó không uống. Rồi từ từ nó mệt.
Dạ. Là chiều khoảng 3 giờ rưỡi là thu xe đến chẳng không tới nay. Cô có biết hiện tại tình trạng của Tiên ở chẳng hay không? Bây giờ ông Tiên có gì nghe nói giờ cái bệnh nó giờ biến chứng thành bệnh chứ. Dạ. Ừ. Rồi nó nói giờ chúc trở về. Dù. Rồi ăn uống không được rồi mặc lại siêu dù rồi ở chỗ bác sĩ nói về cho về. Hồi nãy em nói điệu nói là bao xe tại thị chở đó. Dạ. Chở về, nó về cũng như là sức khỏe nó cũng như là về gì nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra. Nó nghe nói là khoảng chừng 2 giờ để về tới đây. Dạ. Chú tình trạng của chú sao rồi chú? Con nghe chú cũng có bị bệnh đó. Dạ. Chú bị sao? Bị nó nổi gì nè. Cái đó là bị cái gì chú? Không biết cái gì mà chú có đi khám thử chưa? Chưa, hồi đêm nó ngứa hồi đêm thôi. Hồi ngày hồi đêm ngứa cũng không được. Dạ. Tay chân đổ luôn. Cái giò luôn, cái giò. Trời ơi. Cái giò đổ. Đâu chú rảnh chú đi khám thử sao chú? À. Dạ. Thì con cũng có xin Facebook của xin Zalo của cái chị đang nuôi Tiên cho anh á. Chắc con phải gọi con hỏi tình trạng thế nào. Dạ. Diễm Phương á. Dạ. Bây giờ con điện cái số có số 3 số 8 đó không? Dạ con điện qua Zalo. Zalo nhiều khi giờ nó xúc động nó không. Dạ để con gọi thử. Gọi thử rồi nếu mà nó bắt máy được thì tốt, sợ nó bắt máy. Thì mấy hôm nay mình có lấy cái Zalo của cái chị đang nuôi bạn Tiên trên đó mọi người. Thì bây giờ mình xin phép mình gọi thử hỏi tình trạng của Tiên như thế nào nha mọi người. Không có bắt máy rồi. Bắt máy rồi. Dạ. Vô biển rồi. Vô biển rồi. Không có xe, không có ai chứ. Có 2 giờ. 2-3 giờ. 3 giờ. 2 giờ. 2 giờ. 2 giờ. Nói khi Khánh nó điện viện nói. Nói chú ba với chú ba bình tĩnh lại. Lấy tinh thần ra diễn viện thẳng từ từ. Không có gì đâu. Dán khỏe lại. Dạ kính thưa mọi người, thì như mình đã nói là lúc nãy là tổng số tiền mình quyên góp từ các nhà hảo tâm được tổng cộng là 20.270.000, mình xin bù vô là 1.730.000, tổng cộng là 22.000.000 mọi người. Thì lúc nãy mình định là chuyển tiền lên cho chị đang chăm sóc Tiên ở trên bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà lúc nãy mọi người đã thấy rồi đó, thì vừa vô thì chị ở trên điện thoại về là Tiên chuẩn bị trở về đây mọi người. Thì bây giờ mình mới rút tiền ra, mình đưa tiền mặt cho cô luôn. Thì con xin gửi cô cái danh sách mà những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho cô. Rồi con xin gửi cho cô số tiền như ở trên. Sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, mười ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, ba, bốn, hai, sáu, bảy, tám, chín, ba mươi. Dạ, cô cầm con 15 triệu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai mươi lăm. Dạ, gửi thêm 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dạ, tổng cộng con gửi cô 22 triệu. Hôm nay có Mạnh Thường Quân về đây cũng tới nhà. Nhưng mà cũng có trả lời rồi. Dạ. Nhưng mà nhờ Mạnh Thường Quân từ xa đóng góp cho gia đình tôi là 20 triệu đồng. Dạ.
lời nói của tôi thì không nói gì hơn. Tôi xin cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Cũng mong có đồng tiền này để chia sẻ cho con bé ngày nào gì hay ngày nấy dẫn biết nó sao. Xin cảm ơn. Dạ. Cái số tiền này tất cả đều của những mạnh thường quân, con chỉ là cầu nối thôi, con chỉ là cầu nối để con đưa đến cô chú thôi, thì con cũng mong là bạn Tiên được mau khỏe lại. Rồi cũng chúc cô chú là mình thì được nhiều sức khỏe và may mắn vượt qua cái cơn hoạn nạn này. Cô chú cũng cảm ơn con. Dạ. Cô với mạnh thường quân rất nhiều. Thì kính thưa mọi người, thì mình cũng không biết nói sao, mà mình rất cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và tin tưởng của mình để chuyển đến mình số tiền mình làm nhịp cầu mình gửi đến cô và chú và bạn Tiên. Thì cảm ơn mọi người. Thì mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bạn Tiên. Thì lúc nãy mình ở trong nhà mình cũng không có được nói được gì nhiều, mọi người mình chỉ biết hỏi thăm tình trạng này kia. Rồi tình trạng của Tiên thì thiệt là yếu lắm rồi mọi người, cho nên là mình không có tiện mình nói chuyện với chồng, tại vì anh chị trển đang chăm sóc Tiên cũng muốn cô chú biết tình trạng hiện tại của Tiên, cho nên mình lúc nãy mình gọi thì chị có một chị làm trong cửa hàng sữa An Khang mọi người, chị nói thôi đi để Tiên về đi rồi tính. Thì gia đình mình thấy gia đình quá sức là khổ mọi người. Từ chú là lao động chính mà chú còn bị bệnh, hiện tại là chú cũng không có làm được. Cô thì cũng bệnh, Tiên thì giờ quá yếu rồi, cho nên là mình không có nói được gì nhiều trong đó. Thì thôi, cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình tới giờ phút này. Thì mình sẽ để cái số tài khoản của Tiên, của gia đình Tiên ở trên màn hình hoặc là ở dưới mô tả, mọi người có thể là chuyển trực tiếp cho Tiên. Thì mình khuyên mọi người nên chuyển trực tiếp cho Tiên, mình sẽ có thể là mình không nhận nữa, tại vì nói chung là mình trước giờ mình cũng không có kêu gọi nữa mọi người, cho nên là cái duyên mà mình biết Tiên là bạn học của mình và bị như vậy, thì nói chung cái duyên đến đây mình hỗ trợ đến đây thôi đó. Thì mọi người có thể là chuyển trực tiếp cho gia đình Tiên. Rồi thì mình cảm ơn những bạn học của Tiên, những người phát tâm kêu gọi để ủng hộ Tiên. Thứ hai là bạn bè của mình đó, từ bạn bè làm YouTube cho đến bạn bè ca sĩ, anh nghệ sĩ, những mạnh thường quân từ nước ngoài. Rất cảm ơn mọi người. Thì mình xin kết thúc clip tại đây.